Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music, uy tín làm nên thành công. Hôm nay nhạc của Minh Phụng sẽ cùng các bạn chào đón hai bạn đến showroom tụi mình đã đưa chiếc đàn piano quốc dân Atasia Performer về quận Thủ Đức nhé. Buổi ghé showroom của hai bạn khách này cũng rất đặc biệt. Chuyện là được thầy cô và các bạn học đàn tin tưởng về những tính năng hiện đại của dòng Atasia và nhất là giá cả phải chăng của đàn. Nên tối hôm qua hai bạn ấy đã ghé showroom để đưa em Atasia về khi cửa hàng chúng mình đang đóng cửa. Dù nhà xa nhưng hai bạn vẫn quyết tâm quay lại showroom ngày hôm nay để tận tay bóc tem và mang em nó về. Atasia Performer là sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường, giá cả phù hợp đối với các bạn học sinh sinh viên. Trong khi hai bạn đang test đàn, mọi người cùng khám phá với mình nhé. Sản phẩm với thiết kế góc cạnh, thanh lịch, gọn nhẹ, chắc chắn và tiết kiệm không gian, dễ dàng và rất tiện lợi mang đi bất cứ nơi đâu. Đàn được trang bị 88 phím với kích thước chuẩn, tích hợp công nghệ cảm ứng lực nhấn trên bàn phím rất hiện đại, cho bạn 3 cấp độ điều chỉnh phản hồi là nhẹ, vừa và nặng. Ngoài ra, bạn có thể chọn một trong 3 chế độ bàn phím như Split chia bàn phím, Layer để hòa âm trọng tiếng và Lesson để luyện tập. Không chỉ piano, giờ đây các bạn có thể thỏa sức sáng tạo âm nhạc với 12 bộ mẫu âm thanh 3D chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ khác nhau với âm sắc phong phú trên một cây đàn piano điện duy nhất. Chức năng trên đàn vô cùng đa dạng với chainsaw tăng giảm tông, metronome đếm nhịp, đàn còn trang bị bộ xử lý tín hiệu số DSP để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Về phần kết nối, bạn có thể kết nối cây đàn của mình với nhiều loại ứng dụng học tập và phần mềm cho phép bạn có cơ hội tham gia vào các hoạt động âm nhạc bên ngoài chơi. Bạn còn có thể kết nối với máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại một cách dễ dàng thông qua cổng kết nối USB MIDI to host. Ngoài jack cắm sustain pedal thì jack cắm stereo line out cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Đóng gói sản phẩm và cùng đàn theo hai bạn ra xe để về Thủ Đức thôi nào. Bạn có nhu cầu mua đàn để con mình đi học và giải trí vào năm học mới nhưng chưa tìm được cửa hàng nhạc cụ nào uy tín, sản phẩm chất lượng cùng các ưu đãi hấp dẫn, hãy đến với Minh Phụng Music. Chỉ với mức giá 5,7 triệu, Atasia Performer sẽ là sự lựa chọn xứng đáng cho bước đường học piano của bạn. Khi đến mua hàng tại nhạc cụ Minh Phụng Music, các bạn sẽ nhận được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Thế là buổi giao đàn đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự nhiệt tình của hai bạn khách. Giá cả hợp lý cùng tích hợp đầy đủ chức năng cho người chơi trên các dòng Atasia là một lý do đáng để bạn cân nhắc. Cảm ơn anh em đã xem video kỳ này. Hãy like, share, subscribe để tăng thêm động lực cho đội ngũ tụi mình nhé. Và nếu cần tư vấn kỹ hơn, các bạn hãy liên hệ qua hotline 0919768606. Hẹn gặp lại các bạn ở các video hay lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.